Chào các bác nhé, chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh của em nhé. Hôm nay bên em là về được thêm một ít cái vòi nước nóng lạnh của hãng Panasonic các bác nhé. Thì cái này nó dùng trong thị trường Nhật Bản đấy. Thứ hai nữa là cái vòi này ấy, là cái vòi mới chưa qua sử dụng à, nhưng mà nó là hàng bãi bác nhá, nghĩa là vận chuyển về thì nó có chày có xước các nhá, đấy có cấn đấy, chứ không phải là nó luột là giống như là hàng ở trong thùng đấy, nên giá thành của nó có vẻ hợp lý hơn so với là mình mua cái hàng đập hộp các bác nhá. Đập hộp thì các bác có thể nên check cái model này thì nó có ra này đấy, nhưng mà có điều là bây giờ nó không còn cái mẫu này nữa, nó đổi sang cái mẫu khác rồi đấy. Mẫu này thì nó ngưng sản xuất vào năm 2016 15 đấy, nhưng mà nó là hàng chưa xài nhá. Cái này em lau lau chùi cái nó sạch ngay nhá, đó nó va đập vào nhau thôi, không vấn đề gì. Em quay mộc như vậy cho nó dễ đi, không nhiều khi các bác bảo đẹp mới xấu chọn anh cái này cái kia, nó không có nhá. Đấy gọi là chỉ là ngẫu nhiên thôi, cái nào nó cũng như vậy hết, có nào cũng có cấn có kiếc này thôi vậy đó. Đó có điều nó là hàng chưa qua sử dụng, đầy đủ cái bô lon bô liếc này. Cái bô lon này bằng đồng nhá, đấy bô lon bằng đồng vàng đấy, chứ không phải là đồng thau nhá, đồng vàng luôn. Và các bác nhìn thấy không, củ là củ đồng luôn này đó, nhưng mình dùng là rất là ok đấy. Cái bô lon này nó thiết kế khá là hay, ví dụ như là chiều dài của cái bô lon này tầm khoảng 3 cm, khi các bác siết lên đấy thì giờ nó rất là chắc các bác nhá. Đấy bô lon 13 nhá, đấy nó cực kỳ chắc, nó không có bị tuột. Nếu mà mình xếp bằng những cái bô lon nó dày có 1 phân thôi ấy, thì mình dùng mình quay đi quay lại nó hay bị tuột đấy đó. Đấy, cái này thì nó có một cái chức năng như thế này. Đấy, cái này là một cái kiểm tra nước nhá, ví dụ như là các bác vặn ra như thế này, ví dụ mình mở vòi nước ra mà không thấy nước ra ở đầu vòi này đó, thì mình sẽ mở cái này ra mình kiểm tra xem nó có nước ra ở đây không. Nếu mà nước ra ở khúc này có thì nó sẽ bị tắc ở đoạn trên này các bác nhá. Đấy đấy là cái để mình test nước thôi. Đấy, còn nếu mà mình mở ra đây mà trên này không có nước ấy, thì đương nhiên ở chỗ này nó không có nước ấy, thì đương nhiên là nó sẽ tắc ở từ cái phần phía dưới này rồi đó. Có nhìn thấy không, đồng vàng hết này đó. Và cái dây này chịu áp lực cực kỳ cao, các bác thấy không, nó bằng inox á mà bên ngoài nó phủ một lớp nhựa nữa, nên các bác xài rất là ok á. Nó dài, cái dây này thì nó dài tầm khoảng chắc khoảng 30 gì đó nội lại thôi nhá. Đấy theo tiêu chuẩn của Nhật, người ta dùng cho thị trường Nhật mà có chức năng nóng và lạnh luôn đấy, nên là rất là thuận tiện khi bác sử dụng nhá. À, nếu mà không dùng nếu mà các bác không không dùng nóng lạnh ấy, thì dùng mỗi vòi lạnh hoặc dùng mỗi vòi lạnh không thì mình sẽ bít một đầu này lại á. Đấy cái đó chỉ cần cái bít lại bịt lại thôi, cái đó nó bít bít 21 thôi, chẳng có gì cả. Đấy rất là đơn giản thôi đó. Ok nhá, cái vòi này thì bên em đang bán là 950 chưa bao gồm phí ship các nhá. Đấy, các bác quan tâm thì liên hệ cho bên em, thì đây em sẽ test trực tiếp cho bác cái vòi nước đó các bác nhìn. Đấy, em đang sử dụng đây. Đấy, từ bữa đầu đến giờ em mới thay ấy. Đấy ngày xưa cái vòi này mua, các bác mua ở thị trường là nó tùy vào 300 400 hay trăm mấy ấy. Đấy tùy theo cái giá trị của nó, nhưng mà nó là nó đổ nó đúc bằng cái gì ấy, không phải bằng đồng đâu các bác. Đấy lâu ngày nó bị sét gì các thứ này các bác thấy không đó. Còn cái này nó cao này, đấy, khi các bác xả nước ấy, đấy nó sẽ bị văng ra xung quanh bồn rất là nhiều đấy. Còn cái này thì nó sẽ hạn chế được tình trạng văng văng trên mặt bồn đó, các bác thấy không? Khi mình rửa ra cái thứ nào ok ha. Đấy, ví dụ người bác hỏi cái cần này bao nhiêu ấy, cái cần này thì đây ra nó tầm khoảng cỡ khoảng 30 đấy các bác. Đấy mình xoay đi xoay lại thoải mái nhá. Đấy, nước của nó ra bọt tuyết này, đấy nhìn là rất là đã. Đấy, nhẹ nhàng này, mại khóa nước này, mở nước này. Đấy, còn bên này nước nóng này. Đấy, nhưng mình không dùng nước nóng thì nó không có. Đấy, đây, đấy giúp mình kiểm tra nước này. Đấy, các bác thấy không? Đó, mình biết là nước nó có ok ha. Ví dụ mình mở đây này, mở đây nó không ra nước ấy. Đấy, thì mình biết ngay là nó bị khóa, nó bị tắc ở đâu. Đó, để mình xử lý. Đấy, em nắp đặt đây, cho các bác coi đây. Đó, ha. Đấy, em lắp đặt vào, nói chung là nó cứ bình thường thôi, chẳng có gì khó cả. Đấy, dây này em đã bắt dây dài xài của nó thiên thu. Đấy. Ok, em xin cảm ơn các bác nhé. Các bác có nhu cầu mua cái vòi nước nóng lạnh này thì liên hệ bên em nhé. Cảm ơn các bác.